Chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân Nhân Chi Tây. Vâng, đây là những hình ảnh mới nhất của khu vực cầu sông Ngang cũng như là công viên Long Vân thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Vâng, trước mặt các bạn đây là cầu sông Ngang và con sông Hà Thanh. Cầu sông Ngang là cây cầu nằm trên đường Hùng Vương bắc qua sông Hà Thanh. Khu vực này là nơi chia cách của hai phường. Ở phía dưới của sông Hà Thanh đó là phường Nhân Phú, và ở phía trên thuộc phường Trần Quang Diệu. Vâng, đây là hình ảnh đường Hùng Vương đi qua khu vực công viên Long Vân trong một ngày mưa gió của tháng 11 năm 2003. Vâng, những hình ảnh rất là đẹp của công viên Long Vân, khu vực này các bạn, con đường Hùng Vương. Vâng, phía trước mặt các bạn đó là khu vực vòng xoay của công viên Long Vân, nút giao thông quan trọng và rất là lớn của khu vực Long Vân. Từ ngã ba Quốc Tài đến khu vực này sẽ có một đường là đường Hùng Vương bên tay phải đó bạn, chạy thẳng xuống trung tâm thành phố Quy Nhơn, xuống cảng Quy Nhơn. Còn bên tay trái sẽ là đi về khu vực Long Mỹ cũng như là Canh Vinh, quốc lộ 1A. Còn nếu đi thẳng sẽ là đường quốc lộ 1D, cũng là đường Tây Sơn, đi phía tây của tỉnh Bình Định, bến xe cũng như là khu vực thị xã Sông Cầu. Vâng, bên tay phải các bạn là một nhánh đường nữa. Thành phố đang triển khai mở cái ngã tư Long Vân này lên ngã 5. Nhưng mà hiện tại thì theo tìm hiểu của Quy Nhơn City, đến hiện nay thì khoảng 6 năm rồi, cái con đường này vẫn chưa được giải tỏa xong và cũng chưa được triển khai bao nhiêu cả. Tình hình là rất là chậm các bạn. Và những hình ảnh nút giao thông rất là lớn qua khu vực này, đi các hướng, khu vực quan trọng để các xe của khu công nghiệp, xe của cảng Quy Nhơn cũng như là đi các hướng quốc lộ 1A về Phú Yên cũng như là đi về phía các tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên. Vâng, những hình ảnh rất là đẹp mắt nhìn từ trên cao của khu vực nút giao thông Long Vân. Từ đoạn này nếu chúng ta đi thẳng lên khoảng chừng 1 km nữa đó là ngã ba Phú Tài, cũng là một nút giao thông lớn đi qua khu vực của phường Trần Quang Diệu. Bên phía tay phải này là xa xa đó các bạn, đó là con sông Hà Thanh, và nhìn thẳng về phía Diêu Trì, cầu Diêu Trì và thị trấn Diêu Trì. Vâng, những hình ảnh tuy trong mùa mưa nhưng mà cũng có thể thấy rất là đẹp của khu vực phía tây và phía tây bắc của thành phố Quy Nhơn. Vâng, ở góc quay này các bạn có thể thấy bên cạnh là cây xanh Bảy Cương, một cây xanh lớn của khu vực này, và suối Trầu và
các khu đô thị dự kiến sẽ mọc lên ở đây, nhưng mà hiện tại thì cũng khá là lâu rồi, cái khu đô thị này vẫn chưa có khởi động gì cả. Vâng, phía này các bạn có thể thấy khu nhà ở xã hội ICC, khu vực Long Vân đang làm cũng khá là nhanh. Vâng, những hình ảnh khá là đẹp của nút giao thông Long Vân.